Bộ Y tế vừa phát động phong trào thi đua ngành y tế chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Mỗi hành động nhỏ là sức mạnh lớn, tạo không khí thi đua sôi nổi, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Bộ Y tế cho biết, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang bước vào giai đoạn mới, giai đoạn đầy khó khăn và thử thách đối với toàn đất nước ta nói chung và ngành y tế nói riêng. Giai đoạn này đòi hỏi phải có sự nỗ lực hơn nữa, sự quyết tâm hơn nữa, sự quyết liệt hơn nữa thì mới có thể khống chế dịch bệnh. Đợt thi đua sẽ huy động toàn bộ lực lượng trong ngành y tế nhà nước, y tế tư nhân, các lực lượng quân dân y, các trường đào tạo ngành y, các lực lượng cán bộ y tế đã nghỉ hưu chủ động, tích cực tham gia cuộc chiến phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo phương châm chống dịch như chống giặc với khẩu hiệu chủ động ngăn chặn, phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng gọn, dập dịch triệt để, điều trị khỏi bệnh. Chuẩn bị tốt nhất lực lượng, cơ sở vật chất, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng, đảm bảo phản ứng nhanh, kịp thời, hành động đúng, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không để dịch bệnh lây lan thiếu kiểm soát.